La Thành là một trong số diễn viên của sân khấu kịch thế giới trẻ. Anh được các khán giả yêu thích qua nhiều vai diễn hài hước. Thế nhưng mới đây, trên trang cá nhân của một người phụ nữ đã lên tiếng tố anh bội bạc, không lo được cho bạn gái và con của mình, khiến cộng đồng mạng vô cùng xôn xao. Theo đó, người phụ nữ này cho biết rằng, nhà tao đang ở, chính mày là người không đóng tiền, nên người ta đuổi mẹ con tao, đuổi lên, đuổi xuống. Mày chậm tiền nhà 2 tuần, mày không có tiền mà mày hứa với người ta cọc tiền nhà gì tùm lum, để người ta đòi tao hoài, mày nhục không? Mày đi đóng phim, mày có tiền trả nợ 50 triệu cho người này người kia, chứ mày dám cầm 20 triệu cho mẹ con tao một lần chưa mày? Tuy nhiên sau đó ít phút, người phụ nữ này đã vội vàng xóa bài chia sẻ của mình, nhưng nhanh chóng đã được cư dân mạng chụp lại và đăng tải rộng rãi trên các nhóm giải trí. Đây không phải là lần đầu tiên La Thành vướng vào chuyện tiền bạc. Trước đó anh từng có thời gian rời khỏi showbiz vì vướng vào cờ bạc đỏ đen của mình. Nhắc về quá khứ tội lỗi, nam diễn viên cho biết rằng trong những lúc khó khăn đó, nam diễn viên mới thấm thía tình cảm của bản thân, anh em, bạn bè dành cho mình khi được Thu Trang, Trấn Thành, Việt Hương, Anh Đức, Hoàng Phi giúp đỡ. Mong rằng sau cú vấp ngã lớn ở quá khứ, La Thành xem đây là bài học và lấy đó để trở thành động lực để phấn đấu hơn, để có sự nghiệp nghệ thuật vững vàng, có tiền nuôi sống gia đình. Hiện tại, sự việc của anh đang nhận về rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Các bạn nghĩ sao về sự việc trên? Hãy cùng chia sẻ với chúng tôi nhé!